Hôm nay mình có mặt ở xã Càng Đăng nha, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Hôm nay mình đi với nhóm bên chú Tám nha, tới 4 anh em luôn nha các bạn. Vô đây mình hạ cái hàng sau này nè. Hàng sau này có 8 cây nha các bạn. Trung bình hoành của nó khoảng từ 130 tới 145, 150. Khá là cao nha các bạn. Trung bình nó khoảng 18 đến 20 mét. Nó nằm cặp dưới rừng chanh nha các bạn. Hai bên là chanh không à. Lên trên ông cục dây rồi ông mới xua trở xuống. Nè cục cái dây vô đây luôn đi, đến rồi. Chân này cực kỳ cháy luôn, cháy quá thì cháy. Đưa đầu không móc lên. Đây, đưa đầu không móc lên. Dạ anh đến luôn cái này trước luôn mà. Sơ mình bấm đòn mình mới hạ gốc được nha bạn. Tại đây nó cũng có cái khoảng này nè. Nhưng mà mình hạ xét thì sợ nhánh nó cọ vô nó quét gãy mấy nhánh chanh ta. Vậy là theo ý của chú Tám là mình không có mé lên nha, chủ yếu mình lên mình bấm ngang cái đọt cho nó bớt rồi xuống mình hạ gốc nha. Giờ anh đến lên khoảng nửa cây nha mà. Chú Tám là bên kia luôn. Bắt số rồi. Cái qua tôi hay kia nọ anh em ở nhà rồi. Ở đâu có xe mới ấy được chứ đâu. Đâu có lấy được đâu. Chừng nào có xe thì mới lấy được. Đúng chẳng ha. Thấy không? Đúng chẳng phải không? Dạ. Rồi mấy cái này có gì không? Cái này phải bưng chứ ông không có lính này vậy. Ừ, có lính trắng này đâu. Lính trắng à, bà. Dọn trước cho bà. Trời ơi, ông cho hai, ông hỏi qua đây nè, ông nói là được mà. Tôi muốn. Giờ anh đến anh buộc dây trên đọt xong mà. Anh đứng ông đóng ngay chỗ anh đứng nè. Còn chú Tám thì ông lên tới trên đọt bên đây luôn mà. Chú Tám cực kỳ trên cao luôn đó. Kỳ đó có thể cao nhất nhưng mà. Quá trời cao rồi. Anh đến cái máy nghe mà. Anh đến thì anh xài cái G3700 nha. Ui ra dở đi bộ. Không rồi. Đi đây. Không rồi. Không đi giấy rồi. Ra mua thì mình dành hay ai đi. Còn mấy ông cũng đỡ đó hoài. Còn có xe bãi thì người ta thấy đó. Vô đây luôn nè. Chứ còn muốn xe ngày tới mấy triệu mà. Vô đây đi. Tiết trước rồi. 2 triệu. Cắt ngang rồi. Đó rồi. Chắc rồi nè, bấm 2 khớp rồi trời. Cái này sao gió, gió biết nào. Hả? Cái này sao gió. Gió cái sao gió. Sao gió. Đó là treo cây chân kìa. Là sao. Còn lẽ để gì nó sập chạy người ta hay sao?
mày đào lên rồi. Chiêu tay này hết đi. Không như vậy đi rồi. Không ra nữa, tiếp rồi anh em áp tiếp lên sao vậy? Nếu gì là dài dữ lắm, đọt qua không nổi á. Xéo đây nè nên ba nổi chưa? Kéo vô cho nó qua cái đoạn cây sau bên đây nè. Nó qua được cái mình buông dây. Bao cao cho anh kéo hẹn lắm. Đăng lên mạng lắm hả? Dạ. Quá im buông nó sớm nha, vậy nó mới tịt. Mở miệng hơi qua đây quá đó. Hơi mở qua đây hơi nhiều đó nè, hơi xéo nghiêng qua đây hơi nè. Cục cục dây đó luôn anh đó rồi. Chú Tám còn bên này mà. Anh nói nó bục con ghe anh xuống nha, mà còn chú Tám nó đứng bên kia nha. Tám nó đứng trên đỡ cây nè. Mình đó. Cái này là mình hạ trước một cây nha, nó có khoảng trống gì nữa. Chứ nếu mà để mình không dọn được cây, cái đạp mình bấm đó, nó đụng nhau nó xây cây, nó bánh vô cây nha. Mấy cái chanh này, nó đốt cái chanh nữa. Ngã gốc đi cho nửa Tám bấm vậy đây nè. Nó có khoảng trống này nó dễ. Thấy nó dễ hả? Rồi, đến xuống luôn nha mà. Cái cây này thấy dây không có tới bao chú Kèm. Dễ gì tới. Cao dữ lắm, cao. Còn tới coi nói dây nào vô đi luôn đi. Chút này. Chút mất chỉnh vậy đó hả? Dạ dạ. Chị chịu hai góc luôn nha bạn. Chú Tám ơi, ông bóng ngay đó thì chút nữa ông còn số chừng 2-3 phút. Cho ngã đúng ngoài này nữa. Cành của con chú này, chú bán cây mà
ảnh hưởng chanh đó, chanh đang có trái. Kéo đi. Chú tầng 8 không chú tầng là bấm cái đầu này quá em tạch luôn á, tạch luôn á, gian ha. Dạ. Lỗi rồi này cái đó hai kéo nữa nó dở mới khen chú tám xuống luôn em, tám xuống để mình hạ gốc cho nó, nói chung mấy cây này nó cũng ngang ngang nhau rồi, trung bình nó khoảng từ 130 tới 150, nhưng mà độ cao của nó thì tương đối thôi, từ 18 tới 20 phía trên luôn. Giờ anh dùng cái hung hung 365 anh gắn 56 đi. Cao mà có khoảng 15 mét đó. Oh.
đây, thật luôn đó. Quá thật luôn em. Cái cây đầu hình như lọt chứ nó hơi nhiều, nó ngã nên ảnh hưởng một cây vừa qua là tao muốn đâu càng kéo nữa, mà kéo nữa thì nó qua nữa, sao vậy? Qua nữa cái đầu nãy mình đổi mình nhảy hết là con nói cha không nghe con không mấy cái chân nhỏ vậy. Là xong hai cây nghe không? Hơn nửa cây rồi đó. Cực kỳ cao luôn các bạn. Ngã chính xác chỗ luôn. Không qua đâu. Oh.
tiếp tục anh hạ cái cây thứ tư luôn nha. Cái cây rất là mừng nhưng mà đây có cây đầu mình hơi ảnh hưởng chút, cây nào cũng chắc phải là xanh dữ rồi, cây này khá khủng rồi. Vậy là xong 4 cây luôn nha. Mình xin kết thúc clip này đây nha. Các bạn cái clip tiếp theo của mình nha. Các bạn nha. 4 cây luôn. Đây trong đây là chanh.
đâu cũng chanh, bên kia cũng chanh, bên đây cũng chanh. Chanh đang cho trái luôn nha. Bên đây thì trái nhỏ, bên kia trái lớn hết rồi.